Xin chào tất cả các bạn. Chị trở lại cùng với chúng mình trong phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay với buổi số 4, buổi cuối cùng của chiến dịch góp gió văn chương. Rất vui được gặp lại các bạn trong phần phát trực tiếp này. Xin chào các em. Các bạn đã có mặt ở đây chưa nào? Rồi, xin chào các bạn. Chị thấy là nội dung của buổi số 4 này được rất là nhiều bạn chờ đợi và đón chờ để chúng mình có thể theo dõi, đúng không? Và vì đề bài có vẻ như là hơi hóc búa một chút xíu. Rồi, thế nên là chúng mình hãy mau chóng vào học cùng với chị nhá. Rồi, xin chào Thanh Bảo, xin chào Phương Thanh, chị đã thấy các bạn vào học rồi này. Rồi, xin chào Diễm Quỳnh còn vừa mới hỏi hôm nay chị có phát trực tiếp không, đúng không? Hiện tại chị đang có mặt ở đây rồi đây. Uầy, chị chào Thanh Bảo nhá, chị thấy Thanh Bảo chào chị 5-6 lần rồi này. Rồi, xin chào các bạn. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã có mặt ở đây. Buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm ra hướng đi cho một đề bài khó khó một chút xíu, được không ạ? Nhá, một đề bài hơi khó một chút xíu. Chị nghĩ rằng là khó bởi vì những từ ngữ mà trong nhận định được đưa ra ấy, hơi mới lạ với chúng mình. Đấy, và cùng với đó là cái định hướng để phân tích bám sát theo nhận định cũng là một cái thử thách với chúng ta trong đề bài này, đúng không? Thế nhưng mà như chị đã nói đấy, chiến dịch góp gió văn chương với 4 buổi học với 2 văn bản thì chúng mình sẽ đi từ những đề bài cơ bản cho đến những đề bài nâng cao. Thế nên là các bạn có thể theo dõi buổi học này coi như là một cái trải nghiệm và cũng là để mở rộng thêm cái cách để chúng ta phân tích về đoạn trích chị em Thúy Kiều nhá. Buổi học hôm thứ 5 là chúng mình đã xử lý một cái đề bài cơ bản về đoạn trích này rồi, đúng không? Đấy, thế thì trong buổi học này chúng ta đến với một đề bài có nhận định. Thế nhưng mà nhận định này thì không giống như là nhận định trong buổi góp gió số 2. Buổi góp gió số 2 là chúng mình có một nhận định chung, một nhận định mang tính lý luận văn học chung, đó là chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn và áp dụng để mà phân tích ở trong Chuyện người con gái Nam Xương, đúng không? Thế nhưng mà buổi hôm nay thì chúng mình đến với một nhận định mà đi liền với một văn bản luôn. Đấy, đi liền với một tác phẩm, một văn bản luôn, chứ không phải là một nhận định lý luận văn học chung nữa. Thì chúng mình sẽ làm như thế nào? Các bạn đã vào học đông đủ chưa nào? Rồi, xin chào Ngân Hoàng, xin chào Ngọc Linh, xin chào các bạn. Các bạn có thể lấy giấy bút ra để chúng mình ghi chép lại trong buổi ngày hôm nay nhé. Nào, bây giờ thì hãy cùng nhìn lại về đề bài mà chị đã đưa ra. Đề bài đưa ra trước tiên là có nêu ra một ý kiến đánh giá như thế này. Ý kiến này thì có đưa ra hai cái từ khóa. Chị nghĩ là nó còn lạ lẫm với chúng mình, đúng không? Đó là nhận xét về cái nghệ thuật khắc họa nhân vật chính diện của tác giả Nguyễn Du thì có ý kiến cho rằng với những nhân vật chính diện như chị em Thúy Kiều thì tác giả Nguyễn Du khắc họa chân dung nhân vật theo khuynh hướng tâm lý hóa ngoại hình và thân phận hóa phẩm cách. Và tiếp tục đề bài có yêu cầu chúng ta là qua việc phân tích chân dung của Thúy Vân và Thúy Kiều trong đoạn trích chị em Thúy Kiều, hãy chứng minh nhận định trên. Đồng ý chưa nào? Và đi kèm với đây, đây, đó chính là yêu cầu chúng ta là phân tích chân dung Thúy Vân và Thúy Kiều trong đoạn trích chị em Thúy Kiều để mà chứng minh cho nhận định trên. Đồng ý không nào? Thế thì những cái phần dàn ý mà các bạn đưa ra ấy thì chị thấy là có hai hướng đi chính. Trước tiên là chị nhận xét về những ý tưởng mà các bạn đưa ra ở đây nhá. Thứ nhất, có cái hướng đi thứ nhất, hướng 1 mà các bạn lựa chọn, đó là chúng mình sẽ bám sát theo nhận định. Các bạn nêu rằng là luận điểm 1 đầu tiên là sẽ phân tích về chân dung của Thúy Vân và Thúy Kiều để cho thấy được khuynh hướng tâm lý hóa ngoại hình. Đồng ý chưa nào? Đấy, luận điểm đầu tiên của các bạn. Sau đó bạn sẽ phân tích chân dung của Thúy Vân như thế nào, Thúy Kiều như thế nào, tâm lý hóa ngoại hình như thế nào. À, ở đây là chị nói về phần phân tích nhá, còn phần giải thích, nhận định thì bạn nào cũng có rồi, đồng ý chưa? Đấy, sau đến ý thứ hai thì bạn đưa ra là khuynh hướng thân phận hóa phẩm cách. Đấy, xong rồi cũng lại phân tích Thúy Vân như thế nào và Thúy Kiều như thế nào, đồng ý chưa?
Đấy là hướng 1 nhá. Hướng 1 chị thấy là có các bạn đi theo hướng như thế này. Trong phần phân tích, nhớ nhá, chị đang nói về phần phân tích. Rồi, tiếp ạ. Bên cạnh hướng đi này thì chị thấy là có hướng đi số 2 nữa ạ. Hướng số 2 cũng vẫn là nói về phần phân tích thôi nhá. Thì bạn sẽ phân tích Thúy Vân này, phân tích về bức chân dung của Thúy Vân. Sau đó thì bạn đánh giá xem là bức chân dung ấy có cái khuynh hướng, tác giả đã sử dụng khuynh hướng tâm lý hóa ngoại hình như thế nào. Rồi là thân phận hóa phẩm cách ra sao. Đấy, nhá, đồng ý chưa? Đấy, đấy là hướng đi thứ hai. Sau đó bạn cũng sẽ lại phân tích về Thúy Kiều. Đồng ý chưa? Rồi bạn cũng đưa ra đánh giá là bức chân dung của Thúy Kiều như thế này. Thì tác giả đã sử dụng những cái bút pháp về ước lệ tượng trưng này, bút pháp lý tưởng hóa, truyền thống vân vân như thế nào, để cho thấy được cái sự tâm lý hóa ngoại hình. Đấy, nghĩa là đánh giá ra, đồng ý chưa ạ? Và thân phận hóa phẩm cách. Thế thì ở đây với những bạn mà chúng mình chưa thực hiện cái thử thách này, chưa đưa ra ý tưởng, thì chị nêu ra hai cái ý tưởng trong phần phân tích như thế này. Thì các bạn nghĩ rằng là mình sẽ chọn đi theo hướng nào? Trước tiên là cho phép chị khảo sát về cái sự khác nhau cũng như là cái xu hướng lập dàn ý của các bạn với đề bài này nhá. Với những bạn mà chúng mình đã gửi bài về thì ở đây chị chưa duyệt bài nào cả, đồng ý chưa? Nhưng mà chị đã đọc được những bài viết của các bạn thì thấy là có hai cái xu hướng này là chính. Nhá, hướng 1, sau khi em giải thích nhận định xong thì sẽ đi phân tích theo từng ý ở trong cái nhận định này. Đồng ý chưa? Hướng số 2 thì sau khi giải thích xong thì em sẽ phân tích chân dung Thúy Vân, chân dung Thúy Kiều, và trong mỗi phần phân tích đó thì bám sát theo nhận định. Thế thì các bạn, chúng mình ở đây thì chúng mình sẽ lựa chọn đi theo hướng nào? Nhớ nhá, tất cả các hướng này thì đều có phần giải thích nhận định ở phía trước. Ở đây thì chị đang nói về phần phân tích thôi. Thì các bạn chọn đi theo hướng nào nhỉ? Bạn Phương Thanh là chọn đi theo hướng số 2. Các bạn khác thì sao? Các bạn khác thì sao nào? Chúng mình nghĩ là sẽ đi theo hướng nào thì sẽ gọi là dễ dàng hơn cũng như là logic hơn cho cái quá trình phân tích của mình. Rồi, Bảo Khánh cũng chọn hướng số 2. Rồi, các bạn đều chọn hướng số 2 này. Rồi. Chị ghi nhận ý kiến của các bạn nhé. Chị ghi nhận ý kiến của các bạn. Và chị đoán rằng là bởi vì ở đây đề bài cũng đã đưa ra rõ ràng rồi, là phân tích về Thúy Vân và Thúy Kiều để mà chứng minh cho nhận định này mà, đúng không? Nên là đi theo hướng số 2 cũng có lý đấy. Và đây cũng là hướng đi mà có nhiều những sự thuận lợi cho chúng ta. Bởi vì sao? Thì bây giờ sẽ cùng với chị đi vào chữa cái đề bài này nhá. Nào, gợi ý. Đây là dạng đề chứng minh nhận định, thế nên rằng là chúng mình sẽ cần phải có phần giải thích nhận định trong thân bài, đúng không? Sau phần mở bài, chúng mình có thể nêu ra về nhận định, sau đó khẳng định rõ ràng là qua đoạn trích chị em Thúy Kiều với hai bức chân dung của Thúy Vân và Thúy Kiều, bạn đọc một lần nữa hiểu rõ hơn về nhận định này. Đồng ý chưa? Sau đó chúng mình sẽ bước sang phần thân bài. Thì ở đây chị gợi ý trong phần thân bài nhá. Trước tiên chúng ta cần phải có phần giải thích nhận định. Tất nhiên rồi, nhận định này mới đầu đọc thì thấy hơi khó, nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng biết là nhận định này thuộc cái dạng là mình sẽ phải giải thích theo từ khóa, đúng không? Mình sẽ phải giải thích theo từ khóa. Thì ở đây chúng mình cần phải giải thích tâm lý hóa ngoại hình nghĩa là như thế nào và thân phận hóa phẩm cách nghĩa là như thế nào, đúng không? Chắc chắn là ai cũng sẽ đi theo cái cách là giải thích từng cái từ này một. Và chắc chắn rồi, bởi vì đây là hai cái cụm từ mà có nhiều những cái ý nghĩa nhất ở trong nhận định này, đúng không? Thứ nhất là tâm lý hóa ngoại hình. Rồi, và thứ hai là chúng mình cần phải giải thích xem là thân phận hóa phẩm cách nghĩa là như thế nào.
Trước tiên nhá, miêu tả ngoại hình và khắc họa về phẩm cách của nhân vật, đó là hai cái khuynh hướng, là hai cái xu hướng rất phổ biến trong văn học trung đại, đúng không? Đó là để miêu tả về một nhân vật thì tác giả sẽ tập trung miêu tả ở ngoại hình, phẩm chất và tài năng của nhân vật ấy. Thế nên rằng là nếu như chỉ miêu tả ngoại hình và phẩm cách không, phẩm cách ở đây các em có thể hiểu là giá trị của con người về mặt đạo đức, hay nói cách khác đó chính là phẩm chất và tài năng của con người. Đồng ý chưa? Thế thì ở đây nhá, ngoại hình và phẩm cách là hai cái yếu tố chính mà các tác giả sẽ tập trung miêu tả để làm nổi bật lên nhân vật trong tác phẩm của mình. Đây là cái khuynh hướng miêu tả rất phổ biến trong văn học trung đại. Thế nhưng cái điểm khác biệt của tác giả Nguyễn Du ở đây là nếu như ví truyện Kiều có những cái bức chân dung, là những bức tranh vẽ nên bức chân dung của các nhân vật, thì đối với những nhân vật chính diện như Thúy Vân và Thúy Kiều, đó không chỉ là những bức chân dung đứng yên, đúng không ạ? Đó không chỉ là những cái bức chân dung cố định và tĩnh tại, mà đó là những bức chân dung rất sinh động và đa dạng. Bởi vì tác giả không chỉ dừng lại ở việc khắc họa ngoại hình, mà thông qua ngoại hình ấy còn hé mở về tâm lý, tính cách, suy nghĩ của nhân vật. Hay nói cách khác thì nếu như ngoại hình là vẻ đẹp, thì dưới ngòi bút của Nguyễn Du đó không chỉ là một vẻ đẹp, mà đó còn là một tâm hồn nữa đấy. Đồng ý chưa nào? Nhá, đấy, tức nghĩa là gửi gắm qua cách miêu tả ngoại hình. Nhưng qua đó, đồng ý chưa ạ? Tập trung miêu tả ngoại hình vẻ đẹp với những cái bút pháp theo khuôn mẫu cổ điển truyền thống, như là bút pháp ước lệ tượng trưng này, bút pháp lý tưởng hóa này. Nhưng cái bức chân dung ngoại hình hiện lên dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Du sẽ không chỉ dừng lại ở một vẻ đẹp, mà đó còn là một tâm hồn. Bởi qua cách mà tác giả vận dụng những bút pháp truyền thống ấy, ta còn thấy được tâm lý này, thấy được tính cách này, thấy được suy nghĩ này, cách đối nhân xử thế, tâm hồn của nhân vật. Đồng ý chưa? Đấy, đó là ý đầu tiên nhá. Tiếp tục, tác giả cũng không bỏ qua việc mình nêu và miêu tả về phẩm chất, về tài năng của nhân vật. Thế nhưng phẩm chất ấy, tài năng ấy sẽ không chỉ dừng lại ở sự đa tài, sẽ không chỉ ở dừng lại ở sự tài giỏi, mà qua đó lại còn hé mở cả về số phận của con người. Đồng ý chưa? Là miêu tả về gì? Về phẩm chất, về tài năng, nhưng qua đó còn gợi mở cả về số phận, về thân phận, về tương lai của nhân vật. Đồng ý chưa? Chốt lại thì nhận định này đã khẳng định một cái sự sáng tạo vô cùng độc đáo, và cũng là một trong những yếu tố để làm nên kiệt tác truyện Kiều, đó chính là bút pháp miêu tả nhân vật, và tập trung ở việc miêu tả những nhân vật chính diện như chị em Thúy Vân và Thúy Kiều. Thì tác giả Nguyễn Du vẫn phát huy những cái bút pháp truyền thống cổ điển mang tính khuôn mẫu trong văn học trung đại, như là bút pháp ước lệ tượng trưng này, bút pháp lý tưởng hóa này. Thế nhưng bằng việc vận dụng sáng tạo những bút pháp ấy, thì tác giả đã vẽ nên những bức chân dung rất sinh động và đa dạng. Đó không chỉ là một vẻ đẹp, mà đó còn là một tâm hồn. Đó không chỉ là phẩm chất, tài năng, mà đó còn là cả một số phận. Đồng ý chưa? Đấy, các bạn hình dung ra chưa nào? Nhá, các bạn giải thích cho chị từng cái cụm từ này một, từng từ khóa này một. Sau đó thì chúng mình sẽ đưa ra đánh giá để thấy được rằng là nhận định này đã tập trung, đồng ý chưa ạ? Đã tập trung nói đến cái bút pháp miêu tả nhân vật của tác giả nhá, về việc miêu tả nhân vật chính diện của tác giả Nguyễn Du. Điều mà làm nên cho bức chân dung, cho những cái bức chân dung nhân vật chính diện dưới ngòi bút của Nguyễn Du ấy, mà theo như nhận định hôm trước chị có giới thiệu tới chúng mình, thì đó chính là đem đến cái sự yêu, ghét, giận,
hờn rất rõ ràng qua những bức chân dung ấy. Cái điều mà ở Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân mới chỉ là ý yêu, ý ghét, ý giận, ý hờn mà thôi. Đồng ý không? Nghĩa là ấy, trong Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân cũng là một cái tác phẩm văn học ở trong thời kỳ trung đại, đúng không các bạn? Đấy, thế thì trong tác phẩm ấy các nhân vật chỉ dừng lại ở việc là tác giả tập trung miêu tả về hành động, đồng ý chưa? Nhớ, tập trung miêu tả về hành động thôi, chứ không tập trung suy nghĩ và đánh giá, đưa ra những cái cảm nhận về số phận này, về vẻ đẹp của nhân vật đâu. Đồng ý chưa nào? Thế nhưng mà cái điều đó thì tác giả Nguyễn Du lại làm rất là tốt, và dường như đó mới thực sự là cái ý muốn của tác giả khi xây dựng nên tác phẩm này. Truyện Kiều của Nguyễn Du, đoạn Trường Tân Thanh, đúng không ạ? Nhá, đấy, thế thì chúng ta thấy được rằng là ở đây nhận định này đã đánh giá rất là chính xác về cái bút pháp miêu tả nhân vật chính diện của tác giả Nguyễn Du. Và tất nhiên rồi, thông qua đoạn trích Chị Em Thúy Kiều, chúng ta đã hiểu rõ hơn về nhận định này. Và sau đó thì chúng mình sẽ bước sang phần chứng minh nhá. Phần chứng minh. Thì ở đây này, ở đây nhá, từ việc giải thích như thế này thì các bạn cũng hiểu là nhận định này với hai cái từ khóa này này, với hai cái cụm từ khóa này, thì đây là hai cái vấn đề nó không phải đối lập nhau, đúng không? Nó không phải là đối lập nhau mà nó bổ sung cho nhau. Thế nên rằng nếu như mà chúng ta đi theo cái hướng phân tích số 1 ý, thì sẽ rất dễ bị lặp, sẽ rất dễ bị lặp. Bởi vì nội dung của hai cái vế này này là tương tự như nhau, đúng không? Đấy là bổ sung thêm cho nhau thôi. Thế nên là nếu chúng ta đi theo cái hướng đầu tiên ý, thì sẽ rất dễ bị lặp, bị lặp trong việc phân tích Thúy Vân và Thúy Kiều. Đó, thế nên rằng ở đây chúng ta sẽ nên đi theo hướng số 2. Và hướng số 2 cũng sẽ bám sát nhất theo yêu cầu của đề bài, đúng không? Nhá, chúng mình sẽ đi theo hướng số 2. Đấy, ví dụ như ở đây này, đầu tiên là chúng mình sẽ phân tích về nhân vật Thúy Vân để thấy được rằng là hoặc là trước khi mà đi vào phân tích từng nhân vật ý, Kem có thể có một đoạn để chúng ta khái quát về vẻ đẹp chung của hai nhân vật này đã được tác giả Nguyễn Du dụng công sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng nhá, bút pháp ước lệ tượng trưng, bút pháp lý tưởng hóa để làm nổi bật lên bức chân dung của hai nàng. Và bức chân dung ấy, hai cái bức chân dung ở cái góc nhìn khái quát đó mới chỉ là giới thiệu chung qua 4 câu đầu thôi, mà người đọc đã phần nào thấy được cái sự sinh động cụ thể, đã phần nào thấy được cả về số phận, cả về tính cách của hai nàng thông qua những cái nét gợi mở ấy. Đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân, mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Đúng không? Tác giả đã sử dụng nghệ thuật so sánh này, nghệ thuật ẩn dụ này, bút pháp ước lệ tượng trưng, qua cách mà tác giả nhân hóa những hình tượng trong thiên nhiên để mà khắc họa từ ngoại hình cho đến cốt cách, cho đến phẩm cách của chị em Thúy Kiều. Đó là gì nhỉ? Mai cốt cách và tuyết tinh thần. Đấy, đồng ý chưa? Nhá, việc mà tác giả sử dụng những hình tượng thiên nhiên có vẻ đẹp đặc biệt, được lựa chọn làm những cái chuẩn mực của vẻ đẹp trong tự nhiên để ví với hai nàng, thì cũng đủ biết rằng là vẻ đẹp của hai nàng ở mức tuyệt sắc như thế nào. Và tác giả cũng không chỉ dừng lại ở việc khắc họa nhan sắc, mà tác giả cũng nhấn mạnh là gì? Mai cốt cách, tuyết tinh thần. Đấy, để mà cực tả, để mà tuyệt đối hóa, lý tưởng hóa cả về nhan sắc, cả về cốt cách cao quý của hai nhân vật này, của cả Thúy Vân và Thúy Kiều. Đó, chúng ta nhấn mạnh qua 4 câu đầu như vậy. Sau đó thì các bạn sẽ đi vào phân tích lần lượt từng bức chân dung một, đúng không? Thì trong từng bức chân dung ấy, chúng ta luôn luôn bám sát theo nhận định. Nghĩa là các bạn sẽ vẫn cứ áp dụng kiến thức nền phân tích như bình thường nhá. Phân tích Thúy Vân này, phân tích Thúy Kiều này. Thế nhưng mà trong việc phân tích hai nhân vật thì các bạn luôn bám sát theo cái cụm từ là tâm lý hóa ngoại hình và thân phận hóa phẩm cách. Có một cách phân tích như thế này để các bạn luôn luôn bám sát theo nhận định này. Đó là chúng mình cứ lúc đầu chúng mình cứ phân tích như bình thường nhá. Sau đó ở cuối đoạn ý, chúng ta bắt đầu quay ra đánh giá theo như những cái ý kiến của nhận định. Đồng ý chưa ạ? Theo như những cái vế trong nhận định này. Ví dụ như là em phân tích về vẻ đẹp của Thúy Vân nhá, để chúng ta thấy được rằng là Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc,
tuyết nhường màu da. Thì chúng ta thấy là ở vẻ đẹp của Thúy Vân, tác giả đã đặc tả từng bộ phận, đúng không? Ví dụ như là khuôn mặt thì tròn trịa này, phúc hậu tựa trăng rằm này, khuôn trăng đầy đặn, đúng không? Nhá, đôi mắt với đôi lông mày đẹp này, đấy, nét ngài nở nang, rồi khuôn miệng cười tươi như hoa, đấy, rồi giọng nói thì trong trẻo như ngọc, rồi gì nhở? Mái tóc bồng bềnh hơn cả mây, đúng không? Mây thua nước tóc, rồi làn da còn trắng hơn cả tuyết. Tất cả những cái bộ phận được tác giả Nguyễn Du đặc tả đều là những cái vẻ đẹp đem đến cảm giác của một sự phúc hậu, đúng không? Nhá, đem đến cảm giác của một người con gái rất là phúc hậu này, rất là dịu dàng này. Và bức chân dung ấy không chỉ là bức chân dung về nhan sắc, còn là bức chân dung về số phận. Tác giả đã tâm lý hóa ngoại hình, đã thân phận hóa phẩm cách qua việc miêu tả về nhân vật Thúy Vân ở chỗ sử dụng những từ ngữ và sử dụng những cái hình ảnh trong tự nhiên. Trước tiên là hệ thống hình ảnh nhá. Hệ thống hình ảnh này, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Cái vẻ đầy đặn nở nang đó, đó chính là đó chính là gợi mở nhá, có góp phần gợi mở về cuộc sống rất là sung túc đủ đầy, đúng không ạ? Và là một cái cuộc sống rất là bình lặng thôi, êm đềm hạnh phúc thôi, bởi vì một sự phúc hậu như thế mà, nằm trong vòng trời đất mà. Và đặc biệt là cách tác giả sử dụng từ mây thua nước tóc, tiết nhường màu da. Cái từ thua và nhường ấy để ý nói rằng là vẻ đẹp của tự nhiên ấy còn phải nhường bước, rất là khiêm nhường, còn phải nhường bước trước vẻ đẹp của Thúy Vân. Một vẻ đẹp tuyệt sắc nhưng vẻ đẹp ấy vẫn nằm trong vòng trời đất. Đấy, số phận không bị đố kỵ. Thế nên rằng là nàng sẽ bước đi trên con đường rất là quang đãng, rất là bằng phẳng để mà dấn bước vào cuộc đời. Thế nên là từ khuôn mặt, nụ cười, tiếng nói của Thúy Vân đều toát lên một tính cách rất đoan trang. Đấy, tâm lý hóa ngoại hình nhá, đều toát lên một cái tính cách rất là đoan trang, cao quý, phúc hậu. Và thân phận hóa phẩm cách ở chỗ là nàng sinh ra là để hưởng hạnh phúc. Nhá, đồng ý chưa? Nàng sinh ra là để hưởng hạnh phúc, rồi sau này sẽ là một kết thúc có hậu đang chờ đợi nàng ở phía trước. Đó, thế nên ở đây là chị khuyên là chúng mình đối với những đề bài, đối với những nhận định dạng như thế này này, thì chúng ta hoàn toàn cứ phân tích theo kiến thức nền như bình thường. Sau đó đến đoạn cuối chúng ta sẽ bám sát vào nhận định để đưa ra đánh giá. Thì khi đó các bạn sẽ không bị lạc đề đâu nhá. Khi đó các bạn sẽ không bị lạc đề đâu mà chúng mình vẫn sẽ bám sát theo nhận định. Đồng ý chưa? Vẫn sẽ bám sát theo nhận định nhá. Đấy, tương tự với Thúy Kiều cũng như thế. Và ở đây phân tích về Thúy Kiều thì chúng ta còn tập trung cả về nhan sắc này, cả về tài năng này, cả về phẩm chất của nàng nữa. Thúy Kiều đẹp toàn diện cả về sắc, tài và tình, đúng không? Nhan sắc thì tác giả đặc tả ở đôi mắt, khi mà làn thu thủy nét xuân sơn, đúng không? Nhá, ở hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, là một cái vẻ sắc xảo mặn mà so bề tài sắc lại là phần hơn mà. Là một cái vẻ sắc xảo mặn mà. Đấy, rồi tiếp tục cả về tài năng của nàng thì tài năng nào, cái gọi là tức nghĩa là ở cái khía cạnh nào thì Thúy Kiều cũng đều rất là toàn diện nhá. Cầm, kỳ, thi, họa đều đạt ở mức tuyệt sắc hoàn hảo. Đều giống như là đều giống như là tài năng thiên bẩm vậy. Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương, riêng cái ngón hồ cầm thì được coi như là nghề riêng, là cái tài năng thiên phú của Thúy Kiều vậy. Đồng ý chưa? Nhá, tài năng thì cũng rất là hoàn hảo. Rồi là phẩm chất của Thúy Kiều cũng dần được hé mở ở những cái nét vẽ về nhan sắc và về tài năng ấy, khi mà nàng có một tâm hồn đa sầu đa cảm. Thế nên là đã soạn nên cái thiên bạc mệnh ấy, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Nói chung là với vẻ đẹp của Thúy Kiều, chúng ta sẽ tập trung để thấy được là nhan sắc của nàng tuyệt hảo ra sao. Thúy Vân đã đẹp rồi thì bây giờ Thúy Kiều còn đẹp hơn. Nhưng đẹp hơn ở cái khía cạnh không phải là phúc hậu hơn, mà là sắc xảo hơn. Đấy, rồi tiếp tục nhá. Ở Thúy Vân thì tác giả không tập trung miêu tả về tài năng. Nhưng ở Thúy Kiều tác giả đã dành trọn đến tận bao nhiêu nhở? Sau những câu, sau 4 câu để gợi mở về tài năng này, về nhan sắc của Kiều, thì tiếp tục 8 câu tiếp là tác giả nói về tài năng của nàng.
đúng không? Dung lượng những câu nói về Thúy Kiều còn nhiều hơn rất nhiều so với Thúy Vân. Đấy là cái bút pháp mà gì nhỉ? Vẽ mây nảy trăng, cái thủ pháp đòn bẩy của tác giả đấy. Rất là đơn giản, miêu tả Thúy Vân ở cái độ tuyệt sắc rồi, và bây giờ chỉ cần nhấn mạnh rằng là Kiều còn đẹp hơn như thế nữa. Nhưng mà quan trọng nhá, là đẹp hơn ở cái khía cạnh sắc sảo mặn mà. Chúng ta hình dung là Thúy Vân đã đẹp đến cái độ mà đã chạm đến tất cả những cái gọi là tiêu chuẩn đẹp nhất trong tự nhiên rồi, đúng không ạ? Những gì đẹp nhất trong tự nhiên thì Thúy Vân đã mang cái vẻ đẹp như thế rồi. Nhưng mà ở đây Thúy Kiều còn đẹp hơn, nghĩa là vượt ra khỏi ngoài vòng trời đất. Mà có một cái lý như thế này: lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Riêng với bức chân dung của Thúy Kiều ấy, thì tác giả Nguyễn Du đã tâm lý hóa ngoại hình ở chỗ ngoại hình của Thúy Kiều với một đôi mắt nhá, đặc tả đôi mắt thôi, nhưng từ đó gợi mở về một tâm hồn, đúng không ạ? Nhá, gợi mở về một tâm hồn, gợi mở về một con người sắc sảo khôn ngoan. Đấy, sắc sảo mặn mà, đúng không? Đó, đấy là tâm lý hóa ngoại hình nhá. Rồi là gì? Thân phận hóa phẩm cách thì càng rõ ràng hơn khi mà Kiều càng tài năng như thế. Vẻ đẹp của nàng càng toàn vẹn như thế, nhưng mà là một cái vẻ đẹp mà còn vượt ngưỡng ra ngoài trời đất, khiến cho trời đất còn phải ghen tị, còn phải đố kỵ như thế, thì chờ đợi nàng ở phía trước, lấy đâu ra những yên bình giống như Thúy Vân đây? Chắc chắn sẽ là những gió dập sóng rồi, đúng không ạ? Nhá, rồi chắc chắn sẽ là những cái khó khăn phong ba bão táp. Bởi vì như chị vừa mới nêu đấy, đúng không ạ? Chính cái ngoại hình nghiêng nước nghiêng thành có một không hai của Thúy Kiều, chính cái tính cách sắc sảo thông tuệ trời phú của nàng. Thế nên mà tạo hóa cũng phải hờn ghen, cũng phải đố kỵ, đúng không? Còn đang cảm giác như là tạo hóa còn đang mai phục để mà bắt nàng phải trả giá cho cái lý rằng là gì? Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, đúng không? Thế nên rằng là giấu kín sau cái tài hoa, sau cái sắc sảo của Thúy Kiều chính là một trái tim đa sầu đa cảm, một nội tâm u sầu ảo não mà có thể tự soạn ra cho mình một thiên bạc mệnh cơ mà, đúng không? Nên là các bạn sẽ tập trung nhấn mạnh về điều đó giúp cho chị nhá. Đó, nói chung là khi mà chúng ta giải thích xong rồi ý, thì bước đến phần phân tích không còn quá khó, chỉ cần là chúng ta đã nắm chắc được về kiến thức nền trong đoạn trích này thôi, đúng không các em? Đồng ý chưa? Đấy, thế nên rằng là thật ra là chị muốn các bạn hiểu một vấn đề như thế này, đặc biệt đối với các bạn học sinh giỏi hay là những chúng mình đặt mục tiêu thi chuyên, là chúng mình khi mà chúng ta muốn chinh phục được những đề bài khó ấy, thì các bạn đừng tức nghĩa là đừng xem nhẹ việc phân tích sâu, phân tích kỹ về một tác phẩm, đặc biệt là tất cả các tác phẩm trong chương trình của chúng mình, bởi vì chính việc hiểu sâu hiểu kỹ đó sẽ giúp cho chúng ta có cái chất liệu để chúng mình viết sâu hơn trong cái bài phân tích cho học sinh giỏi của chúng mình, đúng không? Chúng ta chắc chắn đã biết được rằng là cấu trúc đề thi học sinh giỏi hay là đề thi chuyên thì sẽ rất ít những đề bài kiểu như thế này, mà sẽ là những đề bài giống như buổi hôm trước chị có nêu ấy, là sẽ là một nhận định mang tính lý luận văn học chung, và sau đó là bằng cái trải nghiệm văn học của chúng mình để chúng mình chứng minh cho nhận định ấy. Nên chị rất mong là những trải nghiệm văn học của các em nhá, bên cạnh cái sự đa dạng phong phú về số lượng, nghĩa là nhiều ấy, các bạn đọc nhiều, biết nhiều về tác phẩm, trải nghiệm nhiều văn học, đúng không ạ? Trải nghiệm nhiều trong văn học, thì chúng mình còn có cái độ sâu nữa nhá, chúng mình còn có cái độ sâu nữa để mà từng cái tác phẩm mà chúng mình nêu ra làm dẫn chứng để chứng minh cho một nhận định lý luận văn học ấy, đều là cái việc chúng ta hiểu rất là sâu, hiểu rất là kỹ, và có cả cái cảm quan cá nhân của chúng mình nữa. Đồng ý chưa ạ? Nhá, có cái cảm quan cá nhân của chúng mình nữa. Đấy, thế nên rằng là qua những cái phần phát trực tiếp nho nhỏ như thế này thôi, chị biết là cũng chưa thể nào toàn diện được với chúng mình, nhưng cũng rất mong rằng là có thể dần dần hé mở và giúp cho chúng ta có những cái nhìn sâu hơn về từng tác phẩm, về từng văn bản trong chương trình. Đồng ý chưa nào? Nhá, đấy, đấy sẽ là những cái bước đi đầu tiên để ít nhất là các bạn có thêm cái nguyên liệu, có thêm cái chất liệu để mà chúng mình viết, chúng mình phân tích trong bài. Và thứ hai là chúng mình cũng làm sâu hơn những trải nghiệm văn học của chúng ta nhá. Rồi, đồng ý chưa? Nếu như mà cái việc chúng mình phân tích như thế này chúng mình muốn mở rộng ý, thì các em hoàn toàn có thể mở rộng trong đối với bút pháp miêu tả nhân vật
phản diện của tác giả Nguyễn Du. Ví dụ như ở đây thì chúng ta đang tập trung về cái bút pháp mà tác giả miêu tả về nhân vật chính diện, đúng không? Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ, chúng ta hoàn toàn có thể là liên kết với cả những đoạn trích mà tác giả miêu tả về nhân vật phản diện để làm rõ hơn cho cái sự độc đáo của tác giả Nguyễn Du khi miêu tả những nhân vật chính diện như thế này. Đồng ý chưa? Nhá, nếu như miêu tả những nhân vật chính diện, tác giả sử dụng bút pháp ước lệ này, tượng trưng này, bút pháp lý tưởng hóa này để mà nhấn mạnh, để mà ngợi ca vẻ đẹp của các nhân vật chính diện, rồi qua đó còn làm cụ thể hơn, sinh động hơn, đa dạng hơn, đúng không? Nhá, có sức sống hơn cho những bức chân dung tuyệt sắc ấy. Thì trong việc miêu tả những nhân vật phản diện, ví dụ như là miêu tả Mã Giám Sinh, thì tác giả Nguyễn Du lại sử dụng bút pháp hiện thực các bạn ạ. Thực đến nỗi mà người ta nhận định rằng là bức chân dung những nhân vật phản diện của Nguyễn Du ấy còn thật hơn cả người thật cơ mà. Đấy, thế thì khi đó tác giả sẽ không vận dụng những hình ảnh ước lệ trong tự nhiên nữa, mà tập trung miêu tả về thái độ, về hành động của những nhân vật phản diện ấy. Ví dụ như là Mã Giám Sinh, trong cái buổi mà Mã Giám Sinh đến mua kiều ấy, các em có thể đọc đoạn trích Mã Giám Sinh mua kiều trong sách giáo khoa của chúng mình. Chúng mình sẽ thấy là bức chân dung của Mã Giám Sinh được gợi mở, mà không phải được gợi mở mà được miêu tả cụ thể thông qua những cái từ ngữ, thông qua những cái việc mà tác giả tập trung đặc tả về ngoại hình này, về hành động của nhân vật đó. Quá niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Đấy, rồi gì nữa nhở, ghế trên ngồi tót sỗ sàng, thềm hoa một bước. Đấy, hay là gì, hay là buồng trong mối đã dục nàng kíp ra. Nói chung là những cái hành động của Mã Giám Sinh ấy là những cái hành động chứng tỏ rằng đây là một cái kẻ như thế nào ạ, rất là gian xảo, đều cáng, đúng không ạ? Đấy, quá niên trạc ngoại tứ tuần, nhưng mà mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Đúng là thật hơn cả người thật mà. Thật đến nỗi mà bây giờ người ta dùng những cái tên ấy để làm danh xưng cho những cái kẻ tương tự như vậy trong xã hội, đúng không ạ? Nhá, ví dụ như là Mã Giám Sinh, cái đồ Mã Giám Sinh, cái đồ Sở Khanh, kiểu như vậy. Đó, nên rằng là tất cả những cái điều này thì chị mong rằng là các bạn khi chúng ta chinh phục đề bài này chẳng hạn, các bạn sẽ không chỉ dừng lại để chứng minh cho cái tính đúng đắn của nhận định này, mà qua đó chúng mình có thể nâng lên để đưa ra những cái đánh giá về giá trị của kiệt tác truyện Kiều. Từ những cái điểm sáng tạo như vậy, từ những cái nét miêu tả có thần như vậy của tác giả Nguyễn Du ấy, thì quả thực truyện Kiều xứng đáng là một kiệt tác, sẽ không phải chỉ là một cái sự sao chép dựa trên một khuôn mẫu có sẵn đâu. Mà trong Kim Vân Kiều truyện lấy đâu ra những sự sinh động như thế, đúng không ạ? Lấy đâu ra cái việc mà tâm lý hóa ngoại hình hay thân phận hóa phẩm cách như thế? Lấy đâu ra cái việc miêu tả mà thật hơn cả người thật đối với những nhân vật phản diện như thế? Thế nên rằng suy cho cùng, nhận định này là một nhận định đúng đắn, và từ đó giúp ta hiểu rõ hơn và thấu rõ hơn về giá trị của kiệt tác truyện Kiều, về nghệ thuật miêu tả nhân vật và khắc họa tính cách của tác giả Nguyễn Du trong tác phẩm truyện Kiều. Đấy, thế nên từ đây chị cũng muốn nhắn nhủ thêm một điều nữa đối với những bạn muốn chinh phục những đề bài khó. Đó là chúng mình đừng đặt mục tiêu là chỉ xử lý xong một cái nhận định như thế là xong, mà các bạn ở phần cuối bài ấy, các bạn hãy nâng lên để đưa ra những cái đánh giá về giá trị của tác phẩm đó chẳng hạn, hay là về giá trị của văn chương. Bởi vì suy cho cùng, tất cả những nhận định hay là tất cả những cái bài văn mà chúng mình viết ấy, rồi cũng là để cho bạn đọc thấy được vẻ đẹp, thấy được giá trị của văn chương trong đời sống mà, đúng không? Nên là chúng mình đừng chỉ dừng lại ở một mục tiêu là làm sáng tỏ cho một nhận định nào đó, mà từ đó hãy có cái sự nâng lên, hãy có sự khái quát để cho bài văn của chúng mình trọn vẹn hơn nhá. Đồng ý không nào? Rồi, và buổi ngày hôm nay cũng là buổi cuối cùng của chiến dịch góp gió văn chương, buổi số 4 của chiến dịch góp gió văn chương, với tổng cộng là 4 buổi học, cũng như là 4 cái đề bài mà chúng mình đã cùng đi với nhau. Chúng mình đã có 2 đề bài về chuyện người con gái Nam Xương này, 1 đề bài cơ bản và 1 đề bài nâng cao. Chúng mình có 2 đề bài liên quan đến đoạn trích chị em Thúy Kiều, 1 đề bài cơ bản và cũng là 1 đề bài nâng cao trong buổi ngày hôm nay nữa. Thì chị mong rằng là thông qua chiến dịch góp gió văn chương này, các bạn đã một lần nữa
đến gần hơn với các cái tác phẩm mà chúng ta sẽ học trong năm lớp 9. Mặc dù chị biết là có nhiều bạn là chúng ta đã học rồi đấy, đúng không? Mặc dù có nhiều bạn chúng ta cũng đã học rồi đấy. Thế nhưng mà chị cũng mong là qua những phần phát trực tiếp đó thì các bạn đã có thêm ít nhiều những cái kiến thức mới này, hoặc ít ra là những nhận định mới, hoặc là những cái câu văn mà các bạn cảm thấy tâm đắc để chúng ta học hỏi và chúng ta đưa vào trong bài viết của mình nhá. Đồng ý chưa? Và hơn thế nữa thì chiến dịch góp gió văn chương này cũng phần nào giúp cho chúng mình thấy được là những cái kiến thức đa dạng và phong phú mà các bạn sẽ được tiếp cận, sẽ được cung cấp ở trong khóa học văn VIP dành cho các bạn 2K8 nhé. Thế nên rằng là chị cũng rất mong các bạn có thể tìm hiểu thông tin về khóa học văn VIP 2K8 để chúng mình vừa học những cái kiến thức cơ bản chuyên sâu về từng tác phẩm, và chúng ta sẽ được cung cấp thêm những cái kiến thức nâng cao, những cái phần nhận định, những cái đề bài nâng cao đối với từng tác phẩm một để các bạn có thể bồi dưỡng thêm kiến thức cho mình nhé. Đồng ý chưa? Nếu như mà các bạn để ý thì trước đó thì học văn chị Hiên cũng đã đăng tải và chia sẻ những cái kết quả rất là rực rỡ của các anh chị 2K7 trong mùa thi vừa rồi. Và chị cũng chúc cho tất cả các bạn 2K8 khi chúng mình chuẩn bị bước vào năm học quan trọng này sẽ là một hành trình gian nan đấy, nhưng sẽ luôn luôn là sự cố gắng của các bạn để rồi chúng mình sẽ đạt được những thành quả như mong đợi nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp sau. Bye bye!